Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 cùng những sơ hở mất cảnh giác của người dân ở khu dân cư, nhất là tại các chung cư trên địa bàn, Công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, trong đó tập trung tuyên truyền để người dân biết và phòng ngừa, không để tội phạm thực hiện hành vi phạm tội, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Chiều nào cũng vậy, Công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ và lực lượng an ninh cơ sở lại tất bật chuẩn bị loa, tờ rơi, phương tiện để đi tuyên truyền khắp các khu vực dân cư trên địa bàn. Những phương thức dễ thấy, dễ nhận biết của tội phạm trộm cắp tài sản được người dân đón nhận. Chị Đoàn Thị Vân, người dân ở tổ 15, rất hào hứng mỗi khi được cung cấp những kiến thức cảnh giác mà theo chị là thật sự cần thiết. Đợt trước thì kiểu nhiều khi còn chưa hiểu biết về dịch bệnh nhiều, nhưng mà đợt này nói chung là rất là tốt luôn. Tuyên truyền chống tội phạm và tuyên truyền chống dịch là chị thấy hai cái kết hợp nhau là rất là phù hợp. Đến tận bây giờ, anh Giáp Thanh Hiếu, trú tại chung cư 1A, vẫn còn nhớ như in cảm giác bị mất chiếc xe máy mà anh dùng làm phương tiện mưu sinh. Sau khi trình báo vụ việc, chỉ sau một ngày vào cuộc, Công an phường Hòa Thọ Đông đã nhanh chóng tìm lại được chiếc xe cho anh. Hơn ai hết, anh Hiếu hiểu được sự hữu ích trong những thông tin mà Công an phường cảnh báo hàng ngày. Chị nghĩ thì cũng hoang mang, nó mất và do cũng cái sự chủ quan của mình. Nên là nó có một cái phần lỗi của mình để tạo điều kiện cho tội phạm lái cắp. Từ đầu năm đến nay, Công an phường Hòa Thọ Đông đã tập trung điều tra, làm rõ 6 vụ trộm cắp, tìm lại được tài sản giá trị hàng chục triệu đồng trao trả cho người dân. Bằng sự nỗ lực và trách nhiệm để người dân được an tâm, Công an phường đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là tại khu vực dễ xảy ra tội phạm. Công an phường Hòa Đông đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như tuyên truyền động, phát tờ rơi hay thông tin đến các bí thư khu dân cư, những phương thức hoạt động các đối tượng để cho người dân nhận thức rõ hơn về vấn đề trộm cắp tài sản diễn ra trên địa bàn hiện nay. Mọi cố gắng của lực lượng công an cơ sở sẽ có hiệu quả nếu bà con nhân dân cùng đồng lòng, ý thức trong bảo vệ tài sản của chính mình. Phòng ngừa đi đôi với bảo vệ sẽ góp phần giữ cho an ninh trật tự của địa phương được an toàn trong mọi thời điểm.